Thưa quý vị, cơ quan về di cư của Thụy Điển đã có quyết định trục xuất đối tượng có hành vi đốt những bản sao kinh Koran. Thời gian gần đây tại Thụy Điển đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh Koran gây bất bình và phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo. Trên kênh truyền hình TV4 hôm 26 tháng 10 vừa qua, cơ quan về di cư của Thụy Điển đã đưa ra thông báo quyết định trục xuất đối tượng nam giới, người Iraq, đã đốt những bản sao kinh Koran tại các cuộc biểu tình ở thủ đô Stockholm trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cơ quan trên cho biết đã cấp giấy phép cư trú tạm thời cho đến tháng 4 năm sau do những phức tạp khi thực hiện quyết định này. Hiện cơ quan này chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào trả lời đài STV cùng ngày. Đối tượng cho biết sẽ không rời Thụy Điển, đồng thời sẽ thực hiện việc kháng cáo. Trước đó vào ngày 12 tháng 10, một tòa án ở miền Trung Thụy Điển đã kết tội đối tượng này đốt bản sao cuốn kinh Koran năm 2020. Phiên xét xử diễn ra sau khi hàng loạt vụ đốt kinh Koran tương tự gây ra sự phẫn nộ của người dân ở nhiều quốc gia Hồi giáo và khiến Thụy Điển trở thành mục tiêu bị tấn công, buộc cơ quan tình báo của nước này phải nâng cao cảnh báo nguy cơ khủng bố. Theo phán quyết của tòa, bị cáo 27 tuổi phạm tội kích động chống lại một nhóm sắc tộc. Chính phủ Thụy Điển mới đây đang xem xét thay đổi đạo luật trật tự công cộng cho phép cảnh sát từ chối các hành động như đốt kinh Koran nếu họ nhận thấy vụ việc này có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Bình luận về vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển, ông Gunnar Strømmer, cho biết sẽ chỉ định một ủy ban nghiên cứu cách trao cho cảnh sát thêm quyền lực, giúp họ có quyền từ chối các hành động dễ gây kích động, quy định địa điểm tiến hành biểu tình hay giải tán sự kiện. Tuy nhiên, quyết định thành lập ủy ban kể trên đang vấp phải sự hoài nghi từ một số chính đảng trong nước, bao gồm cả Đảng ủng hộ chính phủ và Đảng Dân chủ Thụy Điển chống nhập cư. Chính phủ Thụy Điển cũng đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp độ, sau khi ngăn chặn thành công cuộc tấn công nhằm đáp trả hành động đốt kinh Koran. Trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa chống lại lợi ích của Thụy Điển ở nước ngoài, nước này cũng thông báo tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và các cơ sở đại diện khác.